Là một người dẫn chương trình truyền hình, Thu Hoàn thường xuyên phải trang điểm, nên chị hiểu rằng để có một gương mặt đẹp, trước tiên phải có một làn da đẹp. Và bí quyết chăm sóc da của Thu Hoàn mỗi ngày chính là sản phẩm kem dưỡng da Vitamin E. Kem dưỡng da Vitamin E được sản xuất bởi một trong những công ty hàng đầu tại Mỹ trong lĩnh vực cung cấp các sản phẩm chăm sóc da cao cấp. Sản phẩm của Food of the Earth được nhập khẩu và phân phối độc quyền tại Việt Nam bởi công ty trách nhiệm hữu hạn quốc tế ADC. Sản phẩm kem dưỡng da Vitamin E chứa thành phần Vitamin E nguyên chất, có tác dụng tuyệt vời về chăm sóc da và chống lão hóa. Phòng chống lão hóa da phải bắt đầu từ khi còn trẻ. Một biện pháp có tác dụng lâu dài là sử dụng các loại kem dưỡng da chống lão hóa với thành phần cấu tạo được chiết xuất từ Vitamin E. Tinh chất Vitamin E làm gia tăng nồng độ các chất oxy hóa trong da, giúp làn da chống lại những tác động của ánh nắng mặt trời như đen sạm, khô da, mất tính đàn hồi. Với khí hậu nhiệt đới Việt Nam, chị em thường xuyên phải tiếp xúc với ánh nắng mặt trời gay gắt. Vitamin E sẽ bảo vệ làn da bạn một cách tốt nhất. Theo thông tin từ nhà sản xuất, sản phẩm kem dưỡng da Vitamin E sẽ mang lại cho bạn làn da mịn màng, khỏe mạnh và rạng rỡ tự nhiên. Với các chất giữ ẩm, làn da của bạn sẽ luôn tươi mát, không còn cảm giác khô ráp khó chịu. Không những thế, Vitamin E còn có tác dụng chống nhăn và giảm quá trình lão hóa của da, mang lại cho bạn làn da mềm mại, xóa mờ dần những dấu hiệu của tuổi tác. Kem dưỡng da Vitamin E của Food of the Earth sẽ giúp bạn chinh phục sự tấn công của thời gian và giữ lại nét quyến rũ cho riêng mình. Bạn sẽ thấy hiệu quả tức thì sau khi sử dụng. Một làn da đẹp phải là một làn da thực sự khỏe mạnh. Kem dưỡng da Vitamin E không những bảo vệ làn da bên ngoài của bạn mà còn cung cấp các dưỡng chất cho các tế bào bên trong, giúp bạn có một làn da trẻ trung, mềm mại và thực sự khỏe khoắn. Không chỉ có Minh Hoàn có cảm nhận như vậy, rất nhiều chị em phụ nữ đã tin dùng kem dưỡng Vitamin E và có chung cảm nhận với Hoàn. Hãy nghe họ chia sẻ. Là một người thường xuyên phải xuất hiện trước công chúng, Thu Hương rất là muốn giữ một hình ảnh thật đẹp trong mắt mọi người. Do công việc của Hương là thường xuyên phải tiếp xúc với cả nhiều loại mỹ phẩm, cho nên là nói thật là Hương rất là lo lắng cho cái làn da của mình. Hương luôn luôn phải dùng nhiều cái loại kem dưỡng da để bảo vệ làn da của mình. Nhưng mà phải đến khi Hương dùng cái loại kem dưỡng da Vitamin E của hãng Fruit of the Earth Hoa Kỳ, Hương mới cảm nhận được cái sự cải thiện rất nhiều về sự mịn màng này, rồi tươi trẻ của làn da. Và các bạn thấy đấy, bây giờ Thu Hương rất là tự tin bởi vì mình đang sở hữu một cái làn da thật là đẹp, khỏe nhờ kem dưỡng da Vitamin E của hãng Fruit of the Earth Hoa Kỳ. Các bạn hãy dùng thử nhé để chia sẻ những cảm nhận đấy của Thu Hương nhé.